Má tôi là vợ ba tôi. Tè 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 gì vậy? Ba tôi là chồng má tôi. Ủa nhà quốc tế mà. Tôi là con ông bà. Mày là quốc tế quốc. Có ông bà mới có tụi tôi. Hồi nãy nói với tôi nói nhà quốc tế. Chị hai là chị ba. Chị hai là chị ba. Chị ba là chị tư. Chị ba là chị tư đó. Còn con là thằng con ô. Anh là em út ta. Có mẹ chị mẹ con tụi con. Ai tới tôi được không? Tới tôi. Vô luôn. Tía tôi là con nội tôi. Đúng rồi đúng rồi. Tôi là con ngoại tôi. Đúng rồi, dòng họ ngoại em ơi. Còn ông cô thì đi băng mui. Yeah. Vợ của anh là vợ của tôi. Yeah. Vợ của anh nó ngủ với tôi. Hey. Từ